Vâng, xin kính chào toàn thể quý vị các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Mua Bán Ô Tô của Em Lợi. Lời đầu tiên Em Lợi xin gửi đến toàn thể quý vị các bạn một lời chúc sức khỏe, một lời chào trân trọng nhất. Và quý anh chị nào lần đầu tiên xem video của Em Lợi, cho Em Lợi xin tự giới thiệu, em tên là Lợi, chuyên mua bán ô tô tại quận Hà Đông, Hà Nội. Và quý anh chị nào có nhu cầu mua bán xe, trao đổi, nhớ liên hệ ủng hộ Em Lợi. Bên Em Lợi chuyên thu mua các dòng xe ô tô đã qua sử dụng, ưu tiên các dòng xe bán tải và yêu cầu là xe đẹp. Và hôm nay Em Lợi xin quay giới thiệu đến toàn thể quý vị các bạn một chiếc xe bên em vừa mới nhập về. Vâng, xin kính chào toàn thể quý vị các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Mua Bán Ô Tô của Em Lợi. Lời đầu tiên Em Lợi xin gửi đến toàn thể quý vị các bạn một lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Và hôm nay Em Lợi xin giới thiệu chào bán đến toàn thể quý anh chị và các bạn một chiếc xe bên em vừa mới nhập về. Đó là chiếc Ford Ranger sản xuất năm 2016 bản XLS số tự động một cầu máy dầu, xe nhập nguyên chiếc Thái Lan. Và chiếc xe này thì bên em đang chào bán với giá là 520 triệu. Vâng, giá là 520 triệu và có hỗ trợ vay trả góp ngân hàng cho quý anh chị nào có nhu cầu lên đến 60-70% giá trị của xe. Chiếc xe màu xanh, xe nhập nguyên chiếc từ đầu, đăng ký tên tư nhân, một chủ từ đầu. Vâng, em nhắc lại là chiếc Ford Ranger sản xuất năm 2016, số tự động bản XLS, một cầu máy dầu, xe nhập nguyên chiếc Thái Lan. Chiếc xe này thì bên em đang chào bán với giá là 520 triệu và có hỗ trợ vay trả góp ngân hàng cho quý anh chị nào có nhu cầu lên đến 60-70% giá trị của xe. Chiếc xe đăng ký tên tư nhân, một chủ từ đầu. Về tình trạng chiếc xe này thì bên em đã kiểm tra và khẳng định cam kết với quý anh chị 100% là xe không đâm va biến dạng ô tô, vỡ kính, vỡ đèn. Và chiếc xe này thì máy số là nguyên zin. An ninh pháp lý sang tên đầy đủ cho quý anh chị nào có nhu cầu. Về toàn bộ chiếc xe này thì máy số là nguyên zin ạ. Vâng, vừa rồi em vừa quay xung quanh về chiếc xe cho quý anh chị về cái hình thức bên ngoài. Thì toàn bộ kính đèn là theo xe hết. Đây, toàn bộ đèn pha xịn sò và rất chi là sáng, zin theo xe. Xe sản xuất 2016, form mới. Và quý anh chị nào lần đầu tiên xem video của Em Lợi, cho Em Lợi xin một lần đăng ký kênh và một lượt chia sẻ. Các bác đăng ký kênh, ấn chuông theo dõi thì sẽ cập nhật sớm nhất các dòng xe bên em vừa mới về. Bên Em Lợi cũng chuyên thu mua về các dòng xe ô tô đã qua sử dụng, ưu tiên các dòng xe bán tải và yêu cầu là xe đẹp. Vâng, đây em quay hướng về máy quay về cái phần lốp này. Lốp xe khá là dày, toàn bộ lốp bê tông. Vâng, lốp rất chi là dày. Và toàn bộ phần chassis, khung gầm không có dấu hiệu bị han gì, không bị cắt nối. Toàn bộ rất chi là nguyên bản. Vâng, và đây là chiếc xe lốp phía sau của chiếc xe. Toàn bộ lốp rất chi là đều và đẹp. Và chassis đây, nguyên zin. Đấy, chassis rất chi là đẹp. Về em hướng máy quay về phần gầm cho quý anh chị xem đây. Toàn bộ phần gầm xe đây. Đấy. Toàn bộ phần gầm lốp sơ cua. Rất chi là đẹp và nguyên bản. Đèn hậu phía sau em vừa mới cho vệ sinh và bị bắn hơi hấp hơi nước vào đây. Và toàn bộ là đèn hậu nguyên zin theo xe, bản XLS, số tự động một cầu. Vâng, và đây là cái phần lót thùng phía sau của chiếc xe. Về lót thùng thì hai bên thành không có dấu hiệu bị trầy xước và cong vênh. Toàn bộ các đinh bấm đinh dập của hai bên cột phía sau đây là nguyên bản, nên là không cho dấu hiệu bị đâm va từ phía sau. Chỉ 100% chỉ lên zin có cái bừng sau, nên là tất cả các bừng sau đây không bị đâm va và vẫn là nguyên bản. Tất cả các đinh bấm đinh dập nguyên bản hết từ đầu. Vâng, đây là em hướng máy quay về phần gầm phía trước của chiếc xe. Về phần gầm phía trước đây, hai bên rất là đẹp, không có dấu hiệu bị thấm nước và chảy dầu. Đây là cái phần gầm phía trước rất là đẹp, toàn bộ không có dấu hiệu bị móp méo cong vênh. Và cái phần máy và máy khô dầu không dấu hiệu bị chảy dầu, thấm dầu. Đó. Và sau đây em hướng máy quay về phần nội thất bên trong cho quý anh chị xem. Về toàn bộ phần nội thất bên trong của chiếc xe là được trang bị nội thất ghế nỉ.
đây là nội thất ghế rất là căng và mới, toàn bộ là nỉ nguyên bản theo xe. Đây là toàn bộ vô lăng của chiếc xe, không có dấu hiệu bị mòn và đường gân rất là dày. Đấy, thể hiện chiếc xe đi rất ít. Các bác nhìn cái vô lăng và cái bàn thờ táp ly nội thất là nhìn biết chất xe đi ít hay nhiều. Vâng, đây toàn bộ củ số này, vô lăng này, rất là mới. Chứ còn cây số thì bây giờ chỉ là tượng trưng thôi ạ. Quý vị nhìn thực tế vào cái xe, nhìn nó đẹp là biết ngay. Cái vô lăng nó rất là đẹp và cái đường gân nó không có bị mòn. Đây là toàn bộ cái trần của chiếc xe, trần nỉ nguyên bản và được bọc thêm lớp ni lông chống bụi. Về toàn bộ các cái phần ốc và tai cánh cửa là nguyên zin, bậc lên xuống đây rất là đẹp. Đấy, hai bên cột ốc nguyên bản hết từ đầu. Vâng, và đây là toàn bộ thông số kính của chiếc xe. Kính của hãng Ford và sản xuất năm 2016 nên là tuyệt nhiên là kính không bị vỡ. Toàn bộ tay nắm mở cửa khá là đẹp đấy ạ. Tay nắm mở cửa và táp ly cực kỳ mới. Toàn bộ các cái phần chỉ của cánh cửa đây nguyên zin và nguyên bản từ đầu. Xe số tự động. Vâng, bản số tự động một cầu XLS. Đây là toàn bộ các cái phần chỉ của cánh cửa đây, 100% là nguyên bản. Vâng, đây toàn bộ tay nắm mở cửa khá là đẹp. Một chiếc xe tư nhân một chủ từ đầu. Em đến chính lại là một chủ từ đầu, trên đăng ký em xem là một chủ từ đầu chính xác với quý anh chị luôn. Và toàn bộ hàng ghế phía sau đây rất là mới và đẹp, không có dấu hiệu bị chảy rách hoặc là xước sát. Vâng. Đèn trần đầy đủ nguyên zin hết. Toàn bộ táp ly tay nắm mở cửa tích hợp vô lăng nguyên bản từ đầu. Số tự động một cầu. Sử dụng động cơ 2.2. Xe nhập nguyên chiếc Thái Lan. Tì tay không có dấu hiệu bị mòn. Đây là toàn bộ các cái phần chỉ của cánh cửa đây. 100% là chỉ zin của nhà máy. Đấy, hai cánh cửa bên lái em vừa quay xong cho quý anh chị. Vâng, và đây là hai cánh cửa bên phụ của chiếc xe. Toàn bộ chỉ cánh cửa 100% là chỉ zin. Thông số kính của xe đều là năm 2016 và của hãng Ford. Tay nắm mở cửa khá là mới. Sơn zin toàn bộ, không có dấu hiệu bị sơn lại. Đã, toàn bộ lên xuống kính bên em là kiểm tra hoạt động rất là đều và trơn tru. Toàn bộ hai bên đường gân của các cái cánh cửa này là nguyên bản hết từ đầu. Một chiếc xe nhập, xe khá là chắc chắn, đóng cửa cực kỳ tốt, cách âm cực kỳ tốt. Toàn bộ cái phần ốc, tem mác của nhà máy sản xuất. Khóa bản lề, khóa cánh cửa chưa có dấu hiệu bị tháo lắp, sơn đánh dấu 7 màu của nhà máy còn nguyên. Đây là cánh cửa bên phụ, phía trước, toàn bộ là chỉ zin hết. Tay nắm mở cửa khá là đẹp. Và thông số kính đều là kính năm sản xuất 2016 của hãng Ford. Và xe được dán thêm kính 3M chống nóng khá là đẹp. Vâng, và sau đây em hướng máy quay về phần đầu và phần máy cho quý anh chị xem. Về phần đầu và phần máy thì bên em cũng đã kiểm tra và khẳng định cam kết với quý anh chị 100% là máy zin, số zin. Chứ làm lại máy hoặc là mặt máy bị bóc là bên em cam kết là chưa có. Toàn bộ không bị ngập nước. Đấy, phần đầu ốc là nguyên bản hết. Toàn bộ chỉ cabo là nguyên zin. Đinh bấm, đinh dập cabo là không có dấu hiệu bị mất và bị làm lại. Toàn bộ cabo là nguyên zin hết. Toàn bộ đèn pha, ốc đèn pha, ốc đèn rằng. Đây, cái đinh bấm của cái rằng này là nguyên bản hết từ đầu. Đấy, quay rất thực tế và đúng cái xe anh chị em xem là cái xe em quay. Không có chuyện là cháo đổi xe khác, xe nọ, xe kia cho quý anh chị. Nên là quý anh chị cứ yên tâm. Tất cả bằng chứng là theo video em quay là đúng như thế, không mất một chi tiết nào. Và toàn bộ các cái phần máy đây, máy ốc là nguyên zin. Sơn đánh dấu 7 màu của nhà máy còn nguyên điện. Vàng, đỏ, sơn đánh dấu, két nước này. Nguyên hết từ đầu, ốc két nước này. Đấy, ốc két nước chưa có dấu hiệu bị tháo lắp. Nên là một chiếc xe nó nguyên bản từ đầu. Toàn bộ ốc cắt nước là nguyên zin.
máy đây, toàn bộ máy khá là đẹp. Với một chiếc xe sử dụng máy động cơ 2.2, đi khá là tiết kiệm. Vâng, và sau đây em hướng máy quay vào phần máy đang hoạt động cho quý anh chị nghe. Toàn bộ máy 2.2 chạy khá là êm, không có dấu hiệu bị rung lắc, và máy nổ ổn định, không có tiếng vó. Vâng, vừa rồi em vừa quay giới thiệu chào bán đến toàn thể quý anh chị và các bạn một chiếc xe Ford Ranger bản XLS số tự động một cầu máy dầu nhập nguyên chiếc Thái Lan. Xem đăng ký tên tư nhân, một chú từ đầu. Giá bên em đang chào bán giá là 520 triệu, rất hợp lý vào tháng Ngâu này cho quý anh chị. Quý anh chị nào có nhu cầu nhanh tay liên hệ với em Lợi qua số điện thoại 0986 265 090, hoặc mời các bác có thể qua địa chỉ đối diện bến xe nghĩa quận Hà Đông, Hà Nội để được xem xe và tư vấn trực tiếp. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong một video gần nhất.